Lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Vận hạn tháng 7 âm lịch năm 2017 của 12 con giáp. Tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn đã tới ngoài ngưỡng cửa. Bạn đã sẵn sàng đón nhận chưa? Trong tháng này bạn có thể gặp những vận hạn gì? Hãy để lịch ngày tốt nhắc bạn trong những vận hạn trong tháng 7 âm sắp tới của 12 con giáp ngay sau đây nhé. Vận hạn tuổi Tý, tình cảm bất ổn, sức khỏe giảm sút. Trong tháng 7 âm lịch, vận trình tình cảm của người tuổi Tý có khá nhiều biến động, nhất là khoảng đầu tháng và giữa tháng. Đặc biệt, bản mệnh có điểm tiểu nhân phá hoại, kẻ thứ ba muốn chen chân vào hạnh phúc lứa đôi. Bát đũa còn có lúc xô, dù yêu thương nhau rất nhiều, nhưng giữa hai bạn vẫn tồn tại nhiều mâu thuẫn và bất đồng. Những ngày đầu, nồng thắm trôi mau, đôi lứa bên nhau, nhưng tranh cãi liên miên không hồi kết. Đây chính là lỗ hổng trong chuyện tình cảm, dễ để kẻ thứ ba bên ngoài lợi dụng, thời cơ phá hoại hạnh phúc của người tuổi Tý. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn còn chưa thể hóa giải được, vượt qua những mâu thuẫn, các bạn đôi lứa sẽ bên nhau gắn kết, tình cảm hài hòa như dòng nước chảy xuôi. Điều quan trọng là thái độ của bạn, chính bạn mới là người quyết định giai đoạn tình cảm của mình đi tiếp hay dừng lại, chứ không phải bất cứ ai. Trong tháng cô hồn, bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, vận trình sức khỏe xuống dốc rõ rệt, công việc bận rộn, bạn cần phải nghỉ ngơi điều độ và ăn uống có khoa học hơn. Ngoài ra, thời điểm này tốt nhất bạn nên hạn chế đi xa, tránh đường sông nước có thể gặp hung họa. Nếu việc cực chẳng đã, bắt buộc phải xuất hành thì nên thận trọng giữ mình, cân nhắc các tình huống có thể xảy ra và có phương án đề phòng. Vận hạn tuổi Sửu, tiểu nhân quấy phá, đào hoa sát. Tháng 7 âm lịch, người tuổi Sửu gặt hái được khá nhiều thành công trong công việc, tìm được những cơ hội để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó, nếu không chú ý, chúng ta rất dễ bị đánh úp từ phía sau. Thành công đến dồn dập, con giáp này có thể trở thành chủ quan và ngủ quên trên chiến thắng. Bạn tự tin vào bản thân mình một cách quá mức, mất tập trung nên thiếu phần chú ý đề phòng. Để lộ ra điểm yếu, đó cũng chính là lý do bản mệnh có thể bị kẻ tiểu nhân hãm hại. Thậm chí ngay cả khi bị kẻ xấu giở trò, bạn vẫn không mảy may biết là mình đang mải mê, ăn mừng chiến thắng ở một nơi nào đó. Với lưng ra cho người đánh, con đường quan lộ của người tuổi Sửu đang thẳng tắp, bỗng xuất hiện vật cản vì thái độ chủ quan, coi thường kẻ địch này. Hơn nữa, dĩ hòa vi quý không phải lúc nào cũng được, khi cần giữ cứng rắn, uy nghi thì chớ nên sợ mất lòng mà mềm mỏng quá mức, dễ phản tác dụng. Sang tháng 7 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Sửu có phần giảm sút, bản mệnh sinh cho tháng, lực khí hư hao, cơ thể bị suy nhược do căng thẳng thần kinh, áp lực cuộc sống, bản mệnh vốn tham công tiếc việc, lại tham công tham vọng và coi trọng sự nghiệp, sẵn sàng vì công việc mà lơ là việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. Tháng cô hồn tuy xấu, nhưng người tuổi Sửu lại đón vận thế tình cảm cực kỳ hưng vượng, người độc thân có cơ hội tìm được một nửa của mình. Tuy nhiên, với những người đã có đôi thì đào hoa vượng quá mức lại thành niềm chẳng lành. Đào hoa cực vượng dễ biến thành đào hoa sát, thúc giục tham vọng bùng cháy, khơi gợi những ngọn lửa tình đã ủ từ lâu, con người vốn tham dân si, hiếm khi nào biết khi nào đủ. Vào một giây phút nào đó, khi bạn thiếu kiểm soát bản thân mình thì chắc chắn sẽ mắc phải sai lầm. Khi đã có đôi thì chuyện thay lòng đổi dạ có thể nói là sai một ly đi một dặm, chuyện tình cảm kỵ nhất là phản bội, nó như gương đã vỡ, dù có hàn gắn lại thì vết nứt vẫn sẽ còn mãi. Cuộc sống với nhiều cám dỗ rình rập, tốt nhất là bản mệnh nên chú ý giữ gìn hơn cho các mối quan hệ của mình. Đừng tự tạo cho mình cơ hội thân thiết quá mức với người khác giới và để cho mối quan hệ đi quá xa, vượt mức mà nó lên trở thành. Vận hạn tuổi Dần, tài lộc kém vượng, tình cảm phai nhạt. Trong tháng cô hồn, người tuổi Dần không có duyên lắm với tiền bạc, không có điểm tài lộc về nhà, nhiều biến động có thể xảy ra với vận trình tài lộc của con giáp này. Dù bạn đã đau đầu tính toán đủ kiểu, nhưng mọi chuyện vẫn rối như mớ vòng bong, tiền đâu không thấy mà nợ lần gấp trốn. Chuyện kinh doanh buôn bán không mấy lý tưởng, bạn có thể thử sức với những lĩnh vực đầu tư, tuy nhiên cần xem xét kỹ càng mọi thứ, chưa mạo hiểm lao đầu theo số đông. Đặc biệt, có tiền trong tay cũng chớ khoe mẽ, chẳng mang lại ích lợi gì mà còn có thể rước họa vào thân nữa. Từ đầu tháng đến giữa tháng 7 âm lịch không phải là khoảng thời gian thuận lợi cho người tuổi Dần. Tốt nhất nên lấy tĩnh chế động để bảo toàn lực lượng, là dù làm bất cứ chuyện gì liên quan đến tiền bạc, ngoài việc tính toán kỹ càng trước khi hành động thì cũng cần phải cân nhắc hết sức, cẩn thận những trường hợp có thể xảy ra để có phương án dự phòng thích hợp nhất. Xem vận hạn của 12 con giáp trong tháng cô hồn này, người tuổi Dần nên đặc biệt lưu ý đến chuyện tình cảm. Quá nhiều mâu thuẫn xảy ra, song bản mệnh không có cách giải quyết triệt để mà thay vào đó lại lựa chọn im lặng. Chiến tranh lạnh kéo dài dễ khiến cho tình cảm cũng trở nên nguội lạnh, chẳng còn sự nồng nàn cháy bỏng của tình yêu mà nó lên có. Tình cảm khi tan khi hợp khiến cho bản mệnh cảm thấy nản lòng và nghi ngờ bản thân liệu có phải đang lựa chọn sai lầm. Tinh thần của bạn trong thời điểm này không được tốt, càng khiến cho những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện nhiều. Người tuổi Dần có thể làm ra những hành động tổn thương đến nửa kia của mình mà khó bề kiểm soát được. Điều đó càng khiến cho mối quan hệ bị đóng băng, hồ sâu ngăn cách ngày càng mở rộng.
Nếu có thể kiềm chế cảm xúc và tiết chế năng lượng tiêu cực thì chắc chắn mọi chuyện có thể rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, có thể sẽ dần tích cực lên. Vận hạn tuổi Mão, tiểu nhân ném đá giấu tay, tình cảm thăng trầm bất định. Có thể nói trong tháng 7 âm lịch, người tuổi Mão vẫn có thể gặt hái được thành quả nếu thực sự dành tâm huyết cho việc mình đang làm. Trở ngại là điều khó có thể tránh khỏi, song chính trở ngại lại đem cho chúng ta những thách thức và cơ hội ta tiến bước. Đôi lời nhắc nhở người tuổi Mão trong tháng cô hồn, trở nên cố chấp, mọi sự nên linh hoạt thì mới suôn sẻ dễ thành được. Kẻ tiểu nhân ở trong chỗ tối rất dễ tấn công bạn vào bất cứ lúc nào. Chỉ một chút sơ sẩy, bạn tự mình tạo ra cho kẻ thù cũng lộ rõ điểm yếu để kẻ đó thừa hơ hãm hại. Trong tháng nên cư xử mềm mỏng hơn, chớ gây mâu thuẫn, bất đồng nội bộ, tránh ra những đấu đá ngầm trong tập thể, kẻo vướng phải họa thị phi. Nặng rồi rối ren kiện tụng, tiền mất tật mang. Vận trình tình cảm của người tuổi Mão có khá nhiều biến động, cần vững tâm bền trí thì mới có thể duy trì được mối quan hệ. Năm mệnh thời gian này đào hoa nở rộ, chỉ cần bạn có đôi chút buông thả, không rõ ràng trong các mối quan hệ thì rất dễ vướng mắc phải tam giác tình ái, rắc rối, đe dọa đến hạnh phúc mình đang có. Vốn thân thiện và khá được lòng phái nữ, hãy biết cách giữ khoảng cách với những người khác giới, đừng để sự thân thiện trở thành mầm mống của sự bất hạnh. Với nữ mệnh, bạn nên sống thực tế và lý trí hơn, không phải trí tưởng tượng bay bổng lúc nào cũng tốt, nhất là khi kết hợp với sự đa nghi, khiến cho những điều tích cực bị che lấp, thổi phồng lên những điều tiêu cực, đám mây hồng tình cảm mới bay đến đã bị những suy nghĩ phức tạp của bạn đẩy lùi, hãy kiểm soát cảm xúc của mình một cách tốt hơn. Vận hạn tuổi Thìn, tiểu nhân quấy nhiễu, có điềm phá tài. Tháng 7 âm lịch đã tới, đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Thìn vô cùng khởi sắc. Tuy nhiên, giữa những thành công nối tiếp nhau đến vẫn ẩn chứa nhiều nguy cơ do kẻ tiểu nhân vẫn đang rình rập, chỉ chờ cơ hội để ra tay. Càng ở trên đỉnh cao chiến thắng thì gió càng đông. Nếu không vững vàng, bản mệnh rất dễ sẽ bị xô đẩy khỏi ngôi vị cao mới hiện tại. Những lời lịnh bợ vốn chẳng tốt đẹp gì, bạn hãy trân trọng trước những lời khen không thực tế. Hãy tập trung tinh thần vào công việc, có thái độ cầu tiến, khiêm nhường, tiếp thu những lời góp ý của mọi người. Với những rắc rối thị phi, cho nên để nó cuốn theo mình. Bạn không tham gia vào nó, chắc chắn thị phi cũng chẳng thể bám theo bạn mãi được. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy giữ bình tĩnh để suy xét, cho nên cảm xúc dẫn đường. Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn trong tháng khá tốt, tuy nhiên xem bói vận hạn của 12 con giáp trong tháng cô hồn thì bản mệnh đang có điềm báo phá tài. Tiền bạc rủng rỉnh có thể biến thành mục tiêu cho những kẻ đố kỵ bạn. Chớ đua theo đám đông, bất cứ chuyện gì cũng phải có chính kiến của riêng mình. Kẻ xấu biết bạn tài lộc dồi dào nên ghen ghét, có thể cài bẫy bày mưu để bạn đổ tiền bạc vào nơi không đáng tin cậy. Chẳng có ai có thể quyết định thay bạn, đừng chủ quan khinh suất, dễ dàng tin kẻ lừa gạt. Chỉ có bạn mới có thể phòng tránh được những mối nguy nan đến với mình. Vận hạn tuổi Tỵ, sức khỏe sa sút, hôn nhân cần vun đắp. Với những con giáp khác, tháng 7 âm lịch là tháng khá đen đủi, song với người tuổi Tỵ lại có vận trình khá ổn với nhiều thành công liên tiếp tới. Duy có vấn đề sức khỏe là chuyện mà con giáp này cần phải lưu tâm nhất. Tuy có điểm lành, báo công việc suôn sẻ, song bản mệnh trong tháng chẳng nhờ cậy được ai, việc gì cũng phải tự tay mình làm. Công việc ngày càng nhiều, bạn lại tham công tước việc nên khó tránh khỏi căng thẳng, mệt mỏi vì áp lực luôn đè nặng lên vai. Suy nghĩ quá nhiều cũng khiến cho việc nghỉ ngơi hay tiêu hóa không được tốt, cơ thể cứ thế mà suy nhược dần. Dù làm gì đi chăng nữa thì cũng cần phải chăm sóc sức khỏe một cách cẩn thận, đặc biệt trong tháng này người tuổi Tỵ cần phải đặc biệt chú ý đề phòng các bệnh về đường hô hấp. Cái gì cũng phải có cái cốc, khi sức khỏe yếu thì sức đề kháng cũng giảm sút, nguy cơ mắc bệnh ngày càng cao hơn bao giờ hết. Tháng cô hồn âm khí nặng, chớ nên đi sớm về khuya, ban đêm hạn chế ra ngoài, kẻo dễ bị nhiễm lạnh, cảm phong hàn. Thực ra vận trình tình cảm của người tuổi Tỵ trong tháng cô hồn khá ổn, song lịch ngày tốt vẫn muốn nhắc nhở bạn thêm một chút tới những chú rắn đã lập gia đình. Có thể giữ ổn định của hôn nhân khiến cho bạn dần quên đi việc phải vun đắp tình cảm mỗi ngày, song tình yêu cũng giống như dây leo, luôn cần cái gì đó để quấn quýt vào. Với nữ mệnh, con cái chiếm quá nhiều thời gian khiến cho các bạn không còn chăm chút bản thân mình như trước nữa, nhan sắc vai toàn là chuyện dễ hiểu thôi. Còn chuyện sâu xa hơn, đó chính là tình cảm vợ chồng dần biến thành tình thân, thiếu đi một phút giây yêu thương, nồng thắm. Nam mệnh nên quan tâm chăm chút nhiều hơn đến gia đình của mình, gánh đỡ, bớt những vất vả cho một nửa của mình. Thỉnh thoảng hãy để cho người phụ nữ của bạn có cảm giác được nâng niu như lúc mới yêu. Một món quà nho nhỏ, một bó hoa xinh xắn cũng đủ để phụ nữ cảm thấy thỏa mãn và có thêm động lực chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Vận hạn tuổi Ngọ, nguy cơ phá tài, đào hoa kiếp, đe dọa tình cảm. Đón chào tháng 7 âm lịch, người tuổi Ngọ không mấy may mắn trong chuyện tiền bạc, cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại.
họa và tai xảy ra. Đây không phải là lúc để bạn dốc tiền vào đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực bất động sản. Những lời mồi chài ngon ngọt, hấp dẫn, dễ khiến cho ta yếu lòng. Nếu không đủ tỉnh táo và bản lĩnh thì chuyện thua lỗ xảy ra cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Ngoài ra, bản mệnh nên làm tốt việc của mình, hành xử thận trọng, hạn chế vướng vào những chuyện thị phi, lo chuyện bao đồng, dễ xảy ra những tai họa từ trên trời rơi xuống. Công việc cũng phát sinh một số vấn đề khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền, tình hình tài chính đã eo hẹp lại còn thêm túng thiếu. Về nửa cuối tháng có điểm báo vay nợ, hãy kiểm soát túi tiền của mình tốt hơn. Tháng cô hồn, người tử ngọ đào hoa vượng phát, tuy nhiên đó lại là đào hoa dữ, đào hoa kiếp. Cái gì quá cũng không tốt, đào hoa mạnh dễ khiến cho bản mệnh vướng vào những rắc rối trong chuyện tình cảm. Người độc thân, nhất là nữ mệnh, đặc biệt thận trọng trong các mối quan hệ, đừng quá dễ tin người, cũng đừng vội trao tình cảm cho ai khác. Bạn có thể dễ bị lợi dụng và lừa gạt, tổn thương cả về vật chất lẫn tinh thần. Với những người đã có đôi, người đã lập gia đình, đào hoa kiếp mang theo những nguy cơ đe dọa mối quan hệ của các bạn. Hãy luôn bồi dưỡng tình cảm lứa đôi, hâm nóng mối quan hệ bất cứ lúc nào có thể. Lạc lõng trong cuộc tình, cô đơn trong cuộc hôn nhân, bạn rất dễ sa đà vào những cảm xúc ở bên ngoài, để cho tình cảm nhất thời lấn át lý trí, cuối cùng gây ra những chuyện sai lầm, đánh mất hạnh phúc mà mình đang có. Vận hạn tuổi Mùi, biến động trong sự nghiệp, tình cảm phôi phai. Xem tử vi vận hạn của 12 con giáp trong tháng cô hồn, người tuổi Mùi thời điểm này có những sa sút trong vận trình công việc, cơ hội phát triển không có nhiều, bản mệnh cần phải tỉnh táo để nắm bắt thời cơ, do dự, e ngại chỉ khiến cho thất bại đến ngày một nhiều hơn. Những chuyện bên lề, tưởng như khó mà lại thành dễ, chỉ khi ta bắt tay vào làm việc thì mới có thể thành công. Bản mệnh bạn cần phải quyết đoán hơn, dám nghĩ, dám làm, đừng để kế hoạch nằm mãi trên giấy. Đặc biệt, nam mệnh hãy dũng cảm làm theo những gì mình muốn, quý nhân sẽ ở bên trợ lực cho bạn hoàn thành công việc đúng như mong muốn. Áp lực là điều mà ai cũng phải đối mặt, song đừng để áp lực khiến cho chúng ta bị nản lòng, rối trí. Những khi cảm thấy muốn sụp đổ, hãy tìm đến sự giúp đỡ của bạn bè và người thân. Đừng nghĩ đó là sự yếu đuối, bởi không ai có thể mạnh mẽ mãi được. Quan trọng là bạn có ý chí và nỗ lực để thành công, chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Vì không quá đáng ngại, nhưng lịch ngày tốt vẫn muốn nhắc nhở thêm những người tuổi Mùi về những nguy cơ trong chuyện tình cảm. Con đê lớn đến thế mà vẫn có thể sụp đổ vì những mối bé nhỏ làm tổ trong thân đê. Những sự tan vỡ cũng bắt đầu từ những vết rạn nứt ban đầu khó có thể nhận thấy được. Thời gian trôi qua, tình yêu không còn quá nồng nàn, các cặp đôi quen nhau với việc có nhau và không nhớ cần phải làm mới cho tình cảm của mình, khiến cho tình yêu phai nhạt dần. Buông lỏng quản lý khiến cho người kia cảm thấy mình không được trân trọng. Quản thúc quá chặt khiến cho đối phương cảm thấy ngột ngạt trong tình yêu. Tất cả những điều đó có thể khiến cho tình yêu tan vỡ, lạt mềm buộc chặt, hãy lấy đó làm tôn chỉ trong tình yêu. Vận hạn tuổi Thân, công việc vấp váp, thu nhập giảm sút, tình cảm phai nhạt. Tháng cô hồn dường như ảnh hưởng khá lớn đến người tuổi Thân, công việc có quá nhiều vướng mắc, bạn liên tục gặp phải những sự cố bất ngờ, dù đã cố gắng vận dụng mọi khả năng của mình, nhưng những mối họa từ trên trời rơi xuống vẫn không thể buông tha cho con giáp này. Tinh thần sa sút, bạn dần cảm thấy nản lòng và bất lực, công sức bỏ ra không được hồi đáp, bản mệnh có lúc muốn bỏ cuộc giữa chừng, suy nghĩ tiêu cực càng khiến cho vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Thái độ, quyết định hành động, bạn cần phải chấn chỉnh lại tinh thần nếu không muốn vấp ngã, kéo theo những cú trượt dài trong sự nghiệp. Nguồn thu nhập chính có phần chững lại, bản mệnh không được hưởng bổng lộc từ công việc chính của mình, trong khi vẫn có biết bao khoản phải chi tiêu. Nguồn thu phụ không có, người tuổi Thân xoay sở đủ kiểu cũng vẫn chưa thấy vận may tới. Thêm vào đó, bạn e ngại thất bại nên từ những bước đầu rụt rè không dám tiến lên, chuyện kinh doanh đổ bể trong trứng nước. Bản mệnh còn hành động theo cảm tính, không chịu nghe theo lời góp ý của mọi người mà cứ khăng khăng làm theo ý mình. Một bước sai lầm kéo theo ngàn bước sai lầm lớn hơn, càng đi càng xa vạch đích, bao công sức bỏ ra, nỗ lực cũng chẳng thu lại được bao nhiêu. Tính tình vốn cứng nhắc, ảnh hưởng của công việc, bạn lại càng thêm lạnh lùng vô cảm, khiến cho tình yêu mất đi màu sắc lãng mạn ban đầu. Tâm tính thay đổi thất thường, khi thế này, lúc thế khác, người tuổi Thân khiến cho đối phương mất dần kiên nhẫn, chẳng đủ bao dung, chiều chuộng nữa. Bản mệnh bảo thủ và cố chấp, dù với người mình yêu cũng không chịu mềm lòng, sẵn sàng tranh cãi đến cùng. Dù bạn giành phần thắng, nhưng tới lúc đó thì tình cảm cũng dần phai nhạt, mối quan hệ rạn nứt, mâu thuẫn không ngừng xảy ra, khi mới làm lành thì lập tức quay sang đối đầu cãi lộn. Người còn độc thân thì không chịu thay đổi suy nghĩ mà cứ căng căng giữ mình trong vòng an toàn. Quá khứ như một sợi dây thòng lọng, bạn càng nắm chặt thì nó càng thít lại. Hãy mở rộng lòng mình để đón nhận những cơ hội tình cảm mới. Bạn càng thu mình thì tình yêu càng thêm xa lánh. Vận hạn tuổi Dậu, tài lộc tổn hao, tình cảm trục trặc,
Xem tử vi vận hạn của 12 con giáp trong tháng Cô Hồn, người tuổi Dậu cần quản lý tiền bạc chặt chẽ hơn nếu không muốn rơi vào tình cảm vay mượn, nợ lần chồng chất. Trong tháng có trăm việc cần phải dùng đến tiền, tài vận lộc giảm sút đáng kể, tiền bạc về tay như gió vào nhà trống. Đặc biệt, bản mệnh cần tỉnh táo hơn trong những chuyện liên quan tới tiền bạc. Bạn dễ tin người, cũng rất hào phóng, thoáng tính trong chuyện chi tiêu. Đó chính là điểm yếu mà rất có thể kẻ xấu sẽ lợi dụng để lừa gạt tiền của, lấy mất những gì mà bạn đang phải tốn bao công sức mới có được. Với chuyện đầu tư, bản thân cần tìm hiểu rõ ràng trước khi đổ vốn vào, chớ nghe lời du nịnh mà dâng tiền vào miệng cọp. Cầu tài khó khăn nên đón lành tránh dữ, có thờ có thiêng có kiêng có lành, chớ phạm những điều cấm kỵ trong tháng Cô Hồn. Tuy được đào hoa chiếu mệnh, song người độc thân vẫn rất dễ vướng vào chuyện rắc rối của tình cảm. Đó chính là bởi đào hoa phượng dễ thành đào hoa dữ. Bản mệnh nếu không cân bằng các mối quan hệ thận trọng và tài hoa sao trong giao tiếp thì tuổi rất dễ bị mất duyên. Chuyện gì cũng nên chuyên tâm, tình cảm chỉ nên hướng về người xứng đáng, người phù hợp, chớ tham lam để rồi làm mối tối năm không. Đặc biệt, nữ mệnh tuổi Dậu cần phải làm rõ tình cảm của mình, đừng mải mê thể hiện sự quyến rũ mà vừa rắc rối vào mình. Cũng có nhiều kẻ tiếp cận bản mệnh vì những mục đích khác ngoài tình cảm, cần phải tỉnh táo để biết ai mới là người thực lòng yêu thương mình. Đôi lứa cũng kém hòa thuận, mâu thuẫn xảy ra không ngừng, cái tôi quá lớn khiến cho ai cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình, không chịu chia sẻ hay bao dung với những đối phương. Có thể sẽ khiến cho tình cảm dần phai nhạt, hai người lạnh lùng trở mặt với nhau. Vận hạn tuổi Tuất, tài vận kém sắc, sức khỏe giảm sút, gặp họa trong công việc. Trong tháng 7 âm lịch, người tuổi Tuất khá đau đầu về chuyện tiền bạc. Tất cả mọi khoản chi tiêu đều chỉ có thể trông chờ vào thu nhập chính, nguồn thu phụ chẳng có là bao nên kinh tế khá eo hẹp. Nếu muốn cải thiện tình hình tài chính thì chỉ có thể lợi dụng thời gian này học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình, chờ khi thời cơ đến là lập tức chuyển mình. Đây không phải là thời điểm để bản mệnh tiến hành những chuyện đầu tư mạo hiểm, bởi thực lực chưa đủ, nguồn vốn nghèo nàn, không cẩn thận, càng làm thì vốn càng mòn, thua lỗ là chuyện khó tránh. Trong tháng Cô Hồn, con giáp này nên lấy tính chế động, chủ động rèn luyện bản thân để chờ thời cơ hành động. Tất nhiên, trời không tuyệt đường sống của ai, nếu bạn đủ kiên trì và nỗ lực, thành công vẫn sẽ tới dù không được như mong muốn. Trong chuyện hợp tác làm ăn, có thể kết giao với người tuổi Mão, tuổi Dần hay tuổi Ngọ thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Đơn thương độc mã trong khoảng thời gian này không phải là một quyết định sáng suốt, chớ nên tự tin thái quá mà rước họa vào thân. Tháng Cô Hồn có nhiều điều kiêng kỵ, đặc biệt với người tuổi Tuất thì đây càng là khoảng thời gian phải thận trọng, bởi có điểm báo bản mệnh sẽ gặp phải sự cố bất ngờ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nên đặc biệt chú ý trong vấn đề ăn uống, họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào. Các chứng bệnh liên quan đến tỳ vị hay đường tiêu hóa tuy nhỏ nhưng chẳng thể coi thường. Càng về cuối tháng, bản mệnh càng gặp nhiều khó khăn trong công việc, dù vất vả ngược xuôi nhưng bạn chẳng thể được hưởng niềm vui chiến thắng. Thêm vào đó, người tuổi Tuất sống thực tế, đặt công việc lên trên tình cảm, song khó tránh khỏi những lúc áp lực đè nặng, đánh mất lý trí của mình. Để tình cảm sai chỗ là chuyện vô cùng nguy hiểm, dễ bị kẻ xấu lợi dụng, mượn tay bạn để làm chuyện sai quấy. Tới cuối cùng, bao nhiêu tai vạ một mình bạn hứng chịu, làm chuyện gì cũng phải cẩn trọng, ăn nói coi chừng, có điềm báo thị phi, kiện tụng có thể xảy ra trong tháng. Vận hạn tuổi Hợi, thị phi ập xuống, tình cảm bị ngăn cách. Xem vận hạn của 12 con giáp thì trong tháng Cô Hồn, công việc của người tuổi Hợi không được suôn sẻ. Họa thị phi bùa vây, bản mệnh bị kẻ xấu lập mưu hãm hại, lời ăn tiếng nói không được cẩn trọng, rất dễ bị ảnh hưởng đến uy tín. Cần giữ mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp, tránh gây ra mâu thuẫn bất đồng nội bộ. Suy cho cùng, chúng ta đi làm không phải để tranh cãi, hãy giữ sự chuyên nghiệp trong công việc. Đừng để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, lợi danh ai cũng muốn, nhưng đừng để nó lấn át lý trí mà làm ra những chuyện trái với lương tâm. Tinh thần không được tốt, mệt mỏi trong công việc dễ khiến cho bản mệnh trở nên nóng nảy, mất bình tĩnh, những áp lực trong cuộc sống đến dồn dập. Bạn không thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống, có những hành động tổn thương đến tình cảm lứa đôi. Thêm vào đó, người tuổi Hợi trong tháng Cô Hồn có điềm báo ngăn cách trong tình cảm. Chuyện của bạn và người ấy có thể nảy sinh mâu thuẫn trong những mối quan hệ, cũng có thể bị gia đình hai bên và bạn bè phản đối. Nếu thực sự đó là tình yêu chân thành thì hãy cố gắng đấu tranh để giữ lấy hạnh phúc cho mình. Người đã kết hôn có thể phải đối mặt với nguy cơ bị kẻ thứ ba chen chân vào gia đình. Hãy hâm nóng tình cảm vợ chồng bất cứ lúc nào có thể. Bản thân bạn cũng cần chú ý hơn trong các mối quan hệ với người khác giới. Đừng để những hiểu lầm không đáng có xảy ra, vừa ảnh hưởng đến thanh danh, vừa gây rạn nứt chuyện tình cảm. Trên đây là vận hạn của 12 con giáp trong tháng 7 âm lịch, tháng Cô Hồn. Dù gặp bất cứ trở ngại nào trong cuộc sống, bạn cũng đừng nản chí nhé. Hãy luôn nhìn về phía trước, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một tháng 7 nhiều may mắn và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.